nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nhiệt liệt chào đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác trung ương đã đến với Cao Bằng thân yêu. Người dân quê tôi chân phương thật thà, nghĩa tình luôn thiết tha. Hãy đến với Cao Bằng bóng hay, dù một lần thôi luyến lưu đau đầy. Từ nơi biên cương hay trên khắp mọi nẻo đường, mãi ngôi nhà.